2 tháng đầu năm nay, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tăng gần 36% so với cùng kỳ năm trước và đạt trên 20% kế hoạch cả năm. Trong đó, thu ngân sách tháng 2 ước đạt 1,8 nghìn tỷ đồng. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 4,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 3.800 tỷ đồng, tăng 47% và đạt trên 20% kế hoạch. Thuế xuất nhập khẩu đạt gần 790 tỷ đồng. Một số khoản thu nội địa như thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 600 tỷ đồng, tăng 33%. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 1.300 tỷ đồng, tăng 96%. Các khoản thu về nhà đất trên 1.400 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên thực hiện công khai thông tin của 955 cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với số tiền trên 957 tỷ đồng.